giờ bắt đầu đi thu hoạch cô gái thôi. Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay em đây. Bây giờ thì cùng em đi bắt cặp cua ma lai sinh sản rồi. Nó được 7 8 ngày rồi. Bây giờ em sẽ lấy rơm. Rồi cái rơm này thì nhà em nó đơn giản thì nhà em mà làm lúa cho nên rơm thì bao la lúa để rơm như vậy thì thường ở đây phải ở miền Nam em ở đây nuôi bò cho nên mình có rơm mình cho bò ăn, có thể tủ gốc cây này kia kia nọ vẫn mát. Em là một tay nha các bạn như vậy cho nên sẽ hơi bị lâu. Rồi, bắt đầu tới cái chuồng cua của em đây. Đây là con trống nè. Để em lấy nét, để em xuyên lấy nét. Hiện tại con mẹ đang ấp ở trong đó. Bây giờ em sẽ qua cái cửa bên kia. Nhưng mà cái cửa đó là em chui vào thì em bắt cục cua ra ngoài. Để cô thôi. Ok, tới rồi. Cho bắt đầu mở cọng dây ra. Tôi nó đang giữ con này, biết sao bắt đây. Nó mổ em rồi. Em nữa mình bắt cái tay mình nhớ là để con nó nằm ở trong nha, chứ lỡ mà con mẹ nó ham quá nó đá một cái túng con nữa. Như vậy thấy chưa các bạn, anh chị thấy chưa, từ từ thôi. Rồi hai con, bây giờ em sẽ đóng lại nha, nói cho hai đứa nghe, bắt ra để phụ đút cho hai đứa biết không, hai đứa đây ăn uống ngày nọ vô đi cho mập mạp lại. Con bắt nhẹ em nè, cái nó ham lắm, nó thấy mấy con nhỏ nhỏ là nó gì nè. Con đi qua cái này không phải chỗ của con chơi, không có bồ nuôi mốt quá lớn là bỏ vô nữa nghe. Thôi em đóng cửa lại, em sẽ tắt điện thoại nghe, em tắt điện thoại em sẽ đóng cái chuồng lại để em đem mấy hai con này vào nhà. Rồi đi thôi. Hiện giờ thì em đã đem hai em nó vào. Thì bây giờ lúc nãy chị bố chị mẹ nó đã đút no rồi, mình cái diều thì nó đã to cho nên khoảng một xíu nữa em sẽ đút nó ăn. Bây giờ em không đút, còn với việc mà thức ăn thì đơn giản lắm, mình ra ngoài tiệm bán thức ăn mình chỉ nói là bán cho con 1 ký thức ăn gà con thì người ta sẽ bán thôi. Rồi nhớ là nhớ nó là bán cái loại tốt nhất tại vì có thành phần đạm cao cho ăn cho chúng nó mau lớn mau lông. Thì một phần nữa để em gửi cho anh chị á là hãy mua thêm một hũ khoáng. Tại lúc đầu á, ngoài thức ăn á, thì khoáng nó có chất, nó có nhiều chất hơn kẽm, magie, sắt, canxi, vitamin, nói chung là nó hỗn hợp khoáng mà. Mình cứ bỏ vào tôm thức ăn á và mình pha bằng nước ấm. Sau đó thì mình cứ đút vô ăn thôi. Như bây giờ là mình sẽ luộc một ống bột nè, hoặc là lấy muỗng mình đút vô. Đó. Rồi khoảng đâu mà khi thấy nó tự cứng rồi đó thì mình sẽ vò viên nhỏ nhỏ là mình nhét ăn vào cho ăn, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Còn bây giờ thì em xin chào tạm biệt các bạn và anh chị nha, và hẹn gặp lại ở những clip sau của em. Bye bye.